chương một vạn ma tố hồn tuyệt ngục sinh thân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trong hư vô có hỗn độn nó rộng lớn tĩnh lặng và bất biến đến vô cùng nhưng rồi khởi nguyên đại bạo tạc khởi đầu tất cả vết trách vô hạn trong hỗn độn hình thành không gian các nguyên sơ vi hạt bắt đầu chuyển động chuyển động ấy tạo nên sự khác biệt theo từng thời điểm, thế là thời gian bắt đầu trôi, vô thể nghịch chuyển. Không gian dần dần hình thành tinh bích để che chở mọi thứ mà nó chứa đựng, bên trong thai ngén ra những hồng hoang vũ trụ nguyên thủy, sơ khai. Dòng chảy các vi hạt theo thời gian lắng động dần hình thành quy luật. Một số sinh ra năng lượng mạnh mẽ gọi là huyền, chúng không ngừng khuếch tán rồi ngưng tụ khiến vũ trụ tâm tối trở nên rực rỡ, huyền ảo số còn lại kết tinh thành vật chất gọi là hoàng, không ngừng nối kết với nhau thành những vật thể có hình dạng, song hành cùng năng lượng nổi trôi vô định trong không gian. Huyền và hoàng tuy hai mà một, chúng chính là thiên, cũng là địa. Từ đó mà có thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, huyền cấu thành khí, hoàng hợp thành thể, ly ly hạp hạp tạo âm dương thái cực, sinh diệt tuần hoàng. Cực dương, quan tỏa nhiệt, cực âm, ám hàng lai. Thái cực động lôi chấn, thái cực chuyển phong khởi, thái cực luân hồi hóa ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sinh tương khắc. Khi có ngũ hành cũng là lúc những thái sơ sinh mệnh ra đời. Đại thụ che thiên, thụ căn kết nối muôn vạn giới. Linh hầu bổ ra những mảnh hỗn động loạn lưu, lại nén những vật chất trôi nổi vô định, ném đến mọi ngóc ngách trong đại vũ trụ. Huyền xa ẩn mình trong hư không, dùng thân thể cố định lại vô số tân sinh tinh cầu xích điểu viêm thân, không ngừng phi hành, phun ra ức vạn hỏa tinh trải khắp các tinh hải. Hoàng Long, thần hóa thiên hà, trở thành xương sống, vắt ngang thiên địa. Lúc này, đại vũ trụ đã hoàn toàn ổn định, những sinh mệnh đời sau cũng lần lượt ra đời. Năm thái sơ sinh mệnh trong vô thức hoàn thành xong vĩ đại công đức, như được thiên địa công nhận, chúng tự hào mở ra đôi mắt vốn khép chặt thưởng thức thế gian cảm xúc xuất, xuất hiện làm những ý thức đơn giản theo dòng thời gian tiến hóa thành linh hồn, đây là một thiên địa dị số tự đản sinh không nằm trong hệ thống đại vũ trụ. Những sinh mệnh đời sau cũng dần dần có ý thức cùng linh hồn của riêng mình, chúng không ngừng lớn lên và phát triển tạo nên những tân thiên chi sử. Thiên sử của những thời đại tranh thiên đoạt địa, chiến đấu thảm khốc nhưng cũng không thiếu nhiệt huyết và những bản hùng ca. Tế thiên hồn, kiến thiên lập huyết kiều, bộ bộ đăng tiên, o o o ma ha vũ trụ rộng lớn vô hạn, ma khí trùng thiên, ngàn vạn ma tộc cường giả. Tuy nhiên đại phá diệt kiếp sắp đến, ngàn vạn năm nhất nguyên kiếp, mọi sinh linh có tu vi trên tứ cấp, ngưng tâm cảnh sẽ bị thiên địa khuấy đảo làm linh khí tự thân hỗn loạn, bạo thể thân vong, linh khí trở về với thiên địa. Chỉ những cường giả đạt đến ma tiên, có thể tự phong ấn bản thân, chìm vào ngủ say trốn tránh kiếp nạn. Tuy vậy ngàn vạn năm qua đi, Cường giả vượt qua ma tiên cảnh lác đác không có mấy. Đến nay, Ma Hà vũ trụ đã vượt qua 8 lần nguyên kiếp. Cửu vi cực, cửu nguyên kiếp đến, cả vũ trụ sẽ tan vỡ, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ không thể tránh thoát. Lúc này, nhờ vũ trụ tinh bích nứt vỡ tịch diệt ma tổ đã phát hiện ra một vũ trụ non trẻ bên cạnh Ma Hà vũ trụ, hy vọng mở ra, toàn thể ma tộc tiến hành đại xâm lấn. Vô số ma tộc cấp thấp bị huyết tế đến khi con số đạt đến bảy thành sinh linh cả vũ trụ, hợp thiên thôn huyền đỉnh phong tiên cấp đại trận mở ra. Ma ha vũ trụ dừng trạng thái tan vỡ, tiến hành thôn vệ, dung hợp với vũ trụ tân sinh bên cạnh. Toàn thể ma tộc còn lại xông qua vũ trụ tinh bích đã bị phá vỡ đến vũ trụ mới công thành chiếm đất, hoa linh vũ trụ, tận cùng hỗn độn, sinh ra không tới 400 vạn năm đã đối mặt với một đại kiếp nạn chưa từng có. Hai vũ trụ dung hợp, vũ trụ tinh bích tan vỡ, vô số tinh cầu cùng sinh linh bị không gian thác loạn cắn nuốt, sau đó không ngừng có ma tộc xâm lấn. Tam đại thiên đế tự hóa tiên cung dẫn dắt vạn tộc cường giả chống lại kẻ thù. Nhưng vì sinh sau đẻ muộn, lượng cường giả cao tầng hoàn toàn chênh lệch, hoa linh tiên quân không ngừng bại lui. Ngỡ rằng kết cục đã định thì cửu cực thiên đế lâm trận đột phá, sinh sinh đánh chết ma ha thất đại ma tổ. Sau khi cưỡng ép bạo phát, cửu cực thiên đế đã tận sức, đi đến cuối sinh mạng, dùng tàn lực cùng hai vị thiên đế khác và toàn bộ tiên nhân tham gia đại chiến thiêu đốt sinh mệnh, thi triển đại vũ hoáng thiên phong ma trận, phong ấn ma tộc cùng ma ha vũ trụ lại trong lòng hoa linh vũ trụ. Đại thế nghịch chuyển, ma ha vũ trụ bị thôn vệ ngược lại, theo truyền ngôn của cửu cực thiên đế, không đến 200 vạn năm cả hai vũ trụ sẽ hợp nhất hoàn toàn. Phần lớn ma tộc bị phong ấn bên trong vũ trụ của mình, không thể tránh thoát, không ngừng già yếu chết đi, hóa thành dinh dưỡng để hoa linh vũ trụ phát triển. Một số ma tộc dương nghiệt thì cố thủ ở loạn không tinh vực, nơi đầu tiên ma tộc chiếm được, ngoan cường chiến đấu. Toàn bộ chiến lực của hai bên gần như tuyệt diệt sau đại chiến, không đủ thực lực để nuốt đối phương, hoa linh cường giả còn lại ngừng tấn công quy mô vào loạn không tinh vực, im lặng phát triển. Chiến tranh toàn diện bị dập tắt, hai vũ trụ dần dung hợp, ma tộc dũng dần bị đồng hóa thành một phần của thiên địa mới nơi được gọi là ma linh vũ trụ, o o ma ha vũ trụ hay bây giờ là phong ma tuyệt địa, sau hơn 150 vạn năm bị phong ấn, ma khí vẫn ung tùng nhưng linh khí thiên địa đã loãng đi rất nhiều. Ma tộc chỉ còn lại một vạn cường giả mạnh nhất, lúc này đang tập trung ở tâm của vũ trụ, nơi đây có khối hỗn độn thuần nguyên cấu thành vũ trụ chi tâm, cũng là hy vọng vực dậy cuối cùng của ma tộc. Cuối cùng cũng đến lúc. Vạn ma, tế hồn. Một ma tộc già cõi lên tiếng, dù là kẻ mạnh nhất ma tộc hiện giờ, lão ma vẫn không tránh khỏi bị thiên địa thôn phệ linh khí. Giống như hắn, những ma tộc còn sống, không ai là không có bề ngoài già lão, cả những mị ma xinh đẹp động nhân trước đây. Giọng nói uể oải của lão ma thể hiện những cảm xúc phức tạp hiện tại, đầy chán nản xen lẫn phẫn nộ, thương tâm cùng không đành lòng, 150 vạn năm trước, linh khí thiên địa dần biến mất, sinh linh cấp thấp không ngừng chết đi toàn bộ ma tộc đã ý thức được hiện thực đau đớn, họ sẽ chết dần chết mòn trong chính vũ trụ của mình. Lúc đó những hiền giả cũng đưa ra giải pháp cuối cùng để thoát khỏi lòng giam thiên địa này. Mọi kết luận đều nói chỉ một thứ có thể xông ra phong ấn, muốn thoát khỏi phong ma tuyệt địa, cần phải có pháp tắc và lực lượng vượt khỏi thiên địa, một khối hỗn động thuần nhất đủ lớn hay chính là vũ trụ chi tâm. Kết luận này làm toàn bộ ma tộc ngùi lạnh. Nếu dùng vũ trụ chi tâm đột phá phong ấn, sức mạnh bộc phát sẽ vượt qua cửu nguyên đại kiếp nạn sẽ không có ma tộc nào có thể vượt qua được nó tuy vậy không thiếu ma tộc chấp nhận chuyện này làm một vũ trụ bạo nổ bên trong vũ trụ khác có thể dẫn đến một kiếp nạn đủ để kéo non nửa hoa linh vạn tộc chôn cùng không đánh thắng ít nhất phải cắn một ngụm không thể để hoa linh vạn tộc ngồi không hưởng lợi từ thiên địa dung hợp nhưng cao tầng ma tộc không chấp nhận chuyện này họ xâm lấn vũ trụ khác là để tìm một sinh lộ tránh khỏi cửu nguyên kiếp này thất bại cũng thì không khác lắm so với tình cảnh lúc đầu nên để kẻ thắng lợi hưởng thành quả của mình ban đầu chính những ma tộc này là phe chủ hòa họ mong rằng diệt tộc chiến sẽ không diễn ra vũ trụ tân sinh sau hợp nhất sẽ đủ cho cả hoa linh vạn tộc và ma ha vạn tộc cùng sinh sống tất nhiên ý kiến này bị bác bỏ nó quá khó để xảy ra không thể hy vọng hoa linh vạn tộc sẽ đập bỏ nhà mình xây nhà mới rồi cho người lạ ở chung được hơn nữa chủ trương này đi ngược lại phương châm của ma tộc muốn một vật thì phải chính tay mình giành lấy lại nói nếu chủ động hòa đàm vũ trụ sau dung hợp sẽ phải lấy tình trạng đồng đẳng mà sinh ra ma tộc sẽ không nhận được lợi ích lớn nhất một tiểu tiện nghi đã làm người ta liều mạng mà nhặt thì một vũ trụ ai lại thích chia xét về số lượng cường giả ma tộc dù không ở sân nhà vẫn hơn xa đối thủ gấp ba lần đã vậy thì sao không dùng nắm đấm để nói chuyện rồi những kẻ chủ chiến cầm đầu là tịch diệt ma tổ dẫn quân xâm lấn, hậu quả là giống như tên lão, ma quân tịch diệt. Những ma tộc còn lại thì bị phong ấn, chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng, không lâu sau, nhiều giả thuyết khác được đưa ra như ký sinh hồn phách trên vũ trụ chi tâm hay luyện nó thành pháp bảo có thể chứa sinh linh. Nhưng tất cả đều bị phủ định, ký sinh hồn phách thì hết sức ngu ngốc, ở ngay tại tâm khi bạo phá phong ấn thì sẽ chết còn nhanh hơn lại nói không có một tạo sư nào đủ sức để luyện chế vũ trụ chi tâm một đỉnh cấp tạo sư có thể dung nhập một tia hỗn độn khí vào bảo kim thích hợp nhưng tạo tác trên một tiểu hỗn độn chi tâm thuần nhất thì là chuyện bất khả thi sau đó một giả thuyết trong mớ hổ lốn được chọn ra xem như là khả thi nhất dùng toàn bộ ma tộc hồn tế làm cho vũ trụ chi tâm diễn sinh linh hồn sau đó để lại truyền thừa cùng mối thù diệt chủng cho sinh linh mạnh nhất mà họ tạo ra không ít những hỗn độn mảnh vỡ đã tự sinh linh hồn rồi trở thành những đỉnh phong cường giả. Vũ trụ chi tâm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nhưng trên lý thuyết thì khả năng này có thể xảy ra, không đến mức vô lý như những giả thuyết khác. Sau khi vũ trụ chi tâm hóa thành sinh linh thì ma ha vũ trụ cũng biến mất, phong ấn cũng sẽ tự động được giải trừ, không cần họ nhọc công lo nghĩ phá trận ngay lập tức, ma tộc tập trung toàn bộ nguồn lực còn lại để diễn luyện, bố trí đại trận. 150 vạn năm qua đi, những ma tộc chết đi đã phong ấn hồn phách mình trong tâm đại trận. Lúc hoàn thành cũng là lúc còn lại một vạn cường giả mạnh nhất bắt đầu tiến hành nghi thức. Họ gọi luôn nó là hỗn động diễn sinh tố hồn đại trận. Vạn ma, tố hồn. Lúc thanh âm của lão ma vừa dứt, vạn ma ngồi trên các mắt xích của đại trận lập tức thiêu đốt thần hồn đã phong ấn thành những linh hồn chi hỏa thuần khiết, toàn lực đưa nó bay vào vào vũ trụ chi tâm thân thể vạn ma đều bị hỗn độn hóa, tan thành linh khí vì tác động lên thứ vượt qua đẳng cấp họ quá nhiều. Trước khi thân thể tan biến, những ma tộc này cũng hiến hồn hỏa của chính mình cho đại trận. Trong không gian tràn ngập tâm tối và tuyệt vọng, vô số hỏa quang linh động tỏa ra ánh sáng hư huyễn, huyền ảo dựa theo muôn vạn tia sáng từ trận văn, không ngừng bay vào tử huyền chi cầu nằm giữa rồi tan biến. Đau đớn từ cơ thể cùng linh hồn khi tự thiêu là vô tận, nhưng toàn bộ ma tộc không một ai dừng lại họ chấp nhận tự tay xóa bỏ sự tồn tại của bản thân, tan biến mãi mãi để giành lại một tia hy vọng cuối cùng từ tay thiên địa, một cảnh tượng ưu mỹ đầy bi thương, tráng lệ. Như đã bị tác động bởi vô số ma tộc chi hồn, thiên địa đang tan biến của ma ha vũ trụ gào thét. Vô số hắc lôi đánh xuống từ khắp thiên địa, các vết trách hư vô trải dài xuất hiện. Không gian vặn vẹo như bị một cánh tay vô hình bóp méo, rồi lại bình thường như đã tự thân thoát khỏi thời gian đôi khi dừng lại xoay ngược khi thì bị kéo giãn chạy nhanh làm cảnh tượng trước mắt trôi qua với một tốc độ kỳ dị như để đáp lại ý nguyện của ma tộc tử huyền cầu ở trung tâm đại trận cũng bắt đầu vặn vẹo nó bị những linh hồn chi hỏa thuần khiết xung quanh tác động tạo nên dị biến một mảnh hỗn độn chi tâm vô tri vô giác lại bắt đầu vận động nó hấp thu toàn bộ pháp tắc cùng linh khí của vũ trụ xung quanh một hài nhi dần dần thành hình trong luồng sáng tử huyền trên tay nó cầm một thứ giống như một thanh tiểu kiếm. Hình dáng cả hai vẫn chưa rõ ràng nhưng ma khí lại tỏa ra ngùn ngụt. Hai nhi đang lớn lên, tốc độ thôn phệ cũng không ngừng tăng lên, cả ma ha vũ trụ bị thu nhỏ lại với tốc độ không tưởng. Hư vô cùng hỗn độn xung quanh cũng không ngừng bị kéo lại, xuyên qua đại trận chui vào thân thể nhỏ bé. Rồi cũng đến lúc đau đớn của ma tộc cường giả chấm dứt, lão ma cuối cùng của ma tộc tan biến vào đại trận. Thành công rồi, hoa linh vũ trụ, đại chiến các ngươi đã thắng. Nhưng đừng vội mừng, hỗn độn ma nhân mạnh mẽ nhất sẽ trở lại, thôn vệ tất cả các ngươi, đòi lại món nợ của toàn bộ ma tộc. Ha ha ha. Nhìn sự biến đổi trước mắt, linh hồn của lão ma chói lọi rồi bay thẳng vào đại trận đang vận hành. Như mảnh ghép cuối cùng, linh hồn đó bay vào thân thể hài nhi cùng lúc với khi toàn bộ ma ha vũ trụ bị hút hết vào. Trận văn cuối cùng lóe lên trong hư không, đó là truyền tống trận đi đến tinh điểm lối ra của vũ trụ chi kiều trước đây. Tất cả trở lại tĩnh lặng, mà hà vũ trụ biến mất, hài nhi cũng không còn, hư vô lại trở lại là hư vô, tịch mịch vô tận. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.